trời nóng nực, trời nóng nực quá, cởi trần đi kiếm ong rồi mọi người. Giờ đang đi vào rồi, vườn mì vườn người ta. Đó, vườn mì ạ. À. Đi kiếm mấy cái lùm xem này có may mắn không. Rồi. Đi nào. Ồ. Mấy lùm này không thấy gì mọi người. Nóng quá đi lang thang chơi. Tiện thể kiếm ong ruồi luôn. Ô may mắn rồi mọi người, thấy rồi ha. Không biết có mật không này. Để mình quay lại camera sau nhé. Rồi đây mọi người ơi. Thấy à. Rồi mình sẽ đốt thuốc nhé. À hình như là vẫn còn mật ạ. Nhiều chứ, to chứ. Đó. Thấy mọi người à. Ông à. Đó. Thôi khó đi. Nổi lửa lên em. Còn ngọt không? À còn. What? Đổi cảnh. Quên. Đó. Đưa mặt vô chụp hình ấy. Giờ mình làm việc. Đó, mình quay lại xíu cho mọi người coi nha. Đó. Cẩn thận đấy, nó to. Đó. Để thằng lính chụp hình livestream gì. Rồi chụp này. Chỗ đưa mặt vào này. Đây dao này cắt đi. Giờ mình phó thác cho lại lính cắt không? Đó, rất là chuyên nghiệp. Oang oang. Có chừng cắt vào cục mật nha bố. Đang bay đầy đó mọi người ạ. Mấy cái tổ nào? Mấy cái tổ chứ ông đuổi đâu có phải được. Nó chưa bơm đầy nhưng mà nó nằm trong rồi. Cái gì cái gây cái sáng. Vừa nóng được có hai. Như vậy dựng thẳng lên. Đó. Thấy không? Đã. Đấy, để thẳng hướng chứ để gãy. Rồi. Giờ thì mình sẽ đi kiếm tiếp rồi. Một ổ rồi. Đó, để nó tắm rồi. Để nó tắm chút đẹp rồi. Cho nó khui cơ lại. Lại chụp hình nữa. Rồi, hai mình bắt đầu lại đi kiếm tiếp rồi. Đó. Lùng tiếp ra. Tại nhà nóng nực quá, đi rừng cái vườn đồ. Nóng hơn. Nóng hơn. Phải nắng cho nó đèn bớt mọi người. Chẳng giống mấy mấy đèn bây giờ mình phơi nắng cho nó đèn hơn. Sao à? Sao ở đây chàm không rồi. Hỏng hết rồi. Đây lùm đây có xem nào. Có thì không. Không có rồi. Đi tiếp thôi. Dính lại à? Trên này lùm à? Lùm quá trời luôn. Nhưng mà chưa thấy gì. Đây lùm nữa. Có thử. Ồ, không thấy gì. Qua đây thử. Đây rộng quá. Này không có mũi đỡ. Thôi ơi, quả không.
Hình như trên cái ngọn cà mà có cái gì đen đen đấy mà coi. Có phải nó có hàng à? Đây mọi người, ong đây. Ồ, mới làm mọi người. Chết thật. Thôi thôi à. À, mới bù. Không được rồi. Đi thôi. À, đi lùm tiếp thôi. Nóng. Cái khe hay là gỗ. Đi bộ. Thôi. Giờ thì cũng đi lười từ nãy giờ cũng mệt lắm rồi. Thì mình ra xe mình đi về thôi. Kết quả thì không được như mong muốn rồi. Xe về thôi. Quá mệt rồi. Cái xe rồi. Thành tựu của buổi sáng. Cuối cùng cũng chỉ ổ này thôi mọi người. Đó. Rồi. Nhiều đấy à? Nhiều đây là đủ là mặt rồi. Ổ mặt to quá. Rồi. À. Rồi, hai mình cũng xin kết thúc video rồi mọi người. Đi nắng quá. Thì chỉ được một tổ này thôi. Rồi mọi người mà thấy video mình hay đừng có quên đăng ký ủng hộ mình nhá. Rồi, bye bye mọi người. Cắn luôn.